Thưa chú, con hỗ trợ chữa lành cho nhiều người thành công, nhưng có một cô cũng bị bệnh nặng và cô đấy thì vẫn tập pháp luân công, nhưng mỗi lần mà con hỗ trợ cho cô ấy xong thì cô đỡ đau, nhưng mà con thì lại cảm giác như bị vật lại các chỗ mà cô đau, nên con sợ không dám hỗ trợ nữa. Mà con cứ nghĩ là vì cô ấy tập pháp luân công, con xin chú cho con lời khuyên ạ. Bây giờ chúng ta phải tôn trọng những cái kỹ thuật của tất cả các vị thầy. Có những cái kỹ thuật là dùng cái phương pháp này và phương pháp khác, thì những cái tầng năng lượng nó không ăn khớp với nhau, nó sẽ tạo nên một cái sự là phản tác dụng, nhưng không có lợi lạc gì hết đó. Thành ra nếu mà chúng ta có thể trao đổi và giúp cho người đó hiểu rõ được cái mỗi một cái năng lượng nó khác nhau, mỗi cái tầng năng lượng khác nhau, chúng ta là năng lượng khác nhau, năng lượng thì giống nhau rồi đó. Cũng như mình nói là vấn đề tiền thì cái đồng tiền của quốc gia thì quốc gia kia khác nhau, nhưng mà sử dụng trên thương trường hết, mục đích là như vậy. Thì cái phần năng lượng của các tầng thiếu năng lượng khác họ sử dụng đó, thì nó có mỗi cái năng lượng nó có cái tác dụng khác nhau. Cũng như là chúng ta sử dụng về vấn đề gọi là telephone đó, thì mình thấy là 2G, 3G, 2G, 3G, 4G nó khác nhau, 5G nó khác nhau. Đó, như vậy bây giờ mình từ 5G mà đem xuống sử dụng 3G là em thấy nó mất hiệu quả liền. Thành ra chúng ta phải yêu cầu cái người đó phải hiểu rõ cái nguyên lý của cái vấn đề tiếp thu năng lượng. Và nếu mà nó không theo sự hướng dẫn mình thì anh chị em nên từ chối đi, tại vì sẽ không có hiệu quả gì hết. Nó rất là rõ ràng vậy. Chúng ta giúp, nhưng mà chúng ta phải cho người đó hiểu rõ về cái nguyên tắc của tiếp thu năng lượng. Và nếu họ không hiểu rõ thì sẽ chẳng mang lại cái lạ lạc hết, mà anh chị em tốn công phí sức, chứ không phải là chúng ta không thương nó, không yêu thương người đó, và chúng ta đố kỵ người đó mà chúng ta không giúp. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái sự mà không hiểu biết như vậy nó sẽ không tạo được cái giá trị thu hút năng lượng, và không có năng lượng thì không có giải quyết được gì hết. Và anh chị em tốn công phí sức, thay vì cái thời gian đó anh chị em có thể giúp cho những người khác.